Thưa quý vị và các bạn, thủ đoạn của các đối tượng tội phạm tống tiền luôn có nhiều hình thức tinh vi, xảo quyệt. Chỉ cần một sơ sót trong quy trình thủ tục hành chính, hoặc thậm chí chỉ một lời nói cũng có thể là cơ hội cho các đối tượng lợi dụng để tống tiền. Thực tế đã có không ít những vụ tống tiền bác sĩ bị cơ quan công an phanh phui. Tuy nhiên, loại tội phạm này vẫn tiếp tục diễn ra. Trong phóng sự sau đây, chúng tôi sẽ phản ánh về phương thức, thủ đoạn, hành vi của loại tội phạm này, để từ đó quý vị và các bạn, nhất là những y bác sĩ, có thể tự đưa ra các giải quyết hợp lý khi gặp phải tình huống bị tống tiền. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quảng Thức, sinh năm 1978, thường trú tại đội 6, xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, Hà Nội, về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Căn cứ vào những tài liệu, chứng cứ thu thập được, sáng ngày 26 tháng 5, Thức đưa con trai 9 tuổi vào Bệnh viện Đa khoa Thường Tín, Hà Nội để khám bệnh. Tại đây, cán bộ khoa xét nghiệm thu tiền mua thiết bị, test chẩn đoán sốt xuất huyết NS1 không có hóa đơn. Đối tượng đã lợi dụng việc làm vi phạm nội quy này để tống tiền, cưỡng đoạt tài sản của chị Phương, trưởng khoa xét nghiệm của bệnh viện. Sĩ bệnh viện thứ nhất là nhẹ dạ trong về vấn đề là nghe đối tượng, cứ tưởng là một lần là xong, thì cũng sợ là lãnh đạo bệnh viện biết. Hai là số sở y tế biết về vấn đề sai phạm nội quy thì sẽ xử lý. Nên là đối tượng sẽ dựa vào cái tâm lý đấy thì đối tượng càng ngày càng có hành vi tống tiền nó rõ nét hơn. Ngoài trường hợp của mình, đối tượng còn đòi bác sĩ giao nộp số tiền khám của khoảng 20 đến 30 ca bệnh khác cũng đã mua test xét nghiệm sốt xuất huyết mà không có hóa đơn. Khi cái giá mà đối tượng tống tiền đưa ra lên tới 10 triệu đồng và hẹn gặp bị hại để lấy tiền thì bị cơ quan công an bắt quả tang. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Nguyễn Quảng Thức bị bắt tạm giam về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Không cứ thì trong các bệnh viện, thứ hai là về các nhân viên trong các công sở. Đấy thì cũng nên là khi sự việc nó xảy ra thì tốt nhất là nên báo cáo lãnh đạo và trực tiếp là lực lượng công an huyện để phối hợp xử lý. Qua vụ việc trên, có thể nhận thấy chỉ vì một chút sai trong quy trình khám chữa bệnh, chính các y bác sĩ đã tạo điều kiện để đối tượng xấu thực hiện hành vi phạm tội. Có thể do nạn nhân sợ hãi, giấu giếm nên thay vì việc tìm đến cơ quan công an trình báo để tìm ra giải pháp thì lại tự mình giải quyết, chấp thuận yêu cầu của kẻ xấu. Vụ án đã để lại bài học kinh nghiệm cho bệnh viện và các y bác sĩ trong việc tuân thủ quy trình thanh toán khám chữa bệnh và cũng là bài học đích đáng cho những đối tượng lợi dụng sơ hở trong quy trình thanh toán của bệnh viện để gây án.